Lễ hội Đền Thanh Liệt, hay còn gọi là lễ hội rước hến, là một tục lệ có từ lâu đời của làng Thanh Liệt, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, được tổ chức vào ngày 6 tháng 2 âm lịch hàng năm. Lễ hội giàu bản sắc văn hóa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và mang đậm dấu ấn của cư dân miền sông nước. Lễ hội mang tính chất cầu ngư giàu bản sắc, gắn bó với cư dân sông nước nơi hạ nguồn dòng sông Lam, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2018. Lễ hội được mở đầu khi trời còn sáng sớm với lễ rước kiệu trên bộ từ ngôi đền thiêng của làng ra bãi bồi ven sông Lam. Sau đó đoàn rước tiến hành rước thủy trên một đoàn thuyền lớn được kết lại với nhau, trang trí cờ hoa rực rỡ. Cao trào của lễ rước trên sông Lam là lễ tế thủy thần ở ngã ba sông Lam, nơi giao lưu với dòng sông Lam và sông La Hà Tĩnh, để cầu cho người ngư phủ được tôm cá đẩy thuyền, cho con hến sinh sôi nảy nở. Sách bestseller về ca sĩ Mỹ Britney Spears sẽ ra mắt tại Việt Nam với tên Người đàn bà trong tôi. Dự kiến sách phát hành vào quý 2 năm nay. Người đàn bà trong tôi, tên gốc The Woman in Me, là cuốn sách về cuộc đời Britney Spears qua lời kể của ca sĩ. Tác phẩm còn là câu chuyện cảm động, gợi suy ngẫm về danh tiếng, sự tự do, tình mẫu tử. Một tuần sau khi phát hành tại Mỹ năm 2023, hội ký nhanh chóng trở thành sách bán chạy số 1 do New York Times bình chọn với hơn 1,1 triệu bản, bao gồm các đơn đặt hàng, bản in, điện tử và sách nói. Tính đến hết tháng 1 năm nay, The Woman in Me bán hơn 2 triệu bản ở Mỹ, được dịch sang 26 ngôn ngữ, ước tính khoảng 3 triệu bản in trên toàn cầu. Nội dung sách phơi bày 13 năm bi kịch của Britney Spears, tiết lộ nhiều câu chuyện chấn động trong sách. Tuy nhiên, Britney khẳng định không nhằm mục đích xúc phạm ai. Việc kể lại quá khứ là để giúp cô khép lại đau thương, chào đón tương lai tốt đẹp hơn. Ca sĩ hy vọng cuốn sách giúp những ai đang thấy cô đơn, bị tổn thương hoặc hiểu lầm tìm được đồng cảm. Kung Fu Panda 4 thu 70 tỷ đồng. Tính đến ngày 14 tháng 3, lập kỷ lục phim hoạt hình mở màn cao nhất rạp trong nước từ trước đến nay. Tiếp theo là Minion và Conan. Công chiếu từ ngày 8 tháng 3, Kung Fu Panda 4 là dự án đầu tiên đứng đầu phòng vé trong nước sau một tháng phim Mai của Trấn Thành liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng. Sự lên ngôi của nhiều phim hoạt hình gần đây cho thấy sức hút từ các thương hiệu lâu đời. Thành tích của Kung Fu Panda 4 được dự đoán từ khi mới công bố dự án, bởi các phần phim trước về gấu trúc bo đều gây sốt phòng vé toàn cầu. Khi ra mắt năm 2008, tác phẩm thu về hơn 631 triệu đô la Mỹ cùng loạt đề cử và giải thưởng điện ảnh. Hai phần tiếp theo đều thành công vang dội, nâng tổng doanh thu ba phim lên 1,8 tỷ đô la Mỹ, trở thành một trong những chuỗi hoạt hình ăn khách nhất mọi thời. Sắp tới, rạp Việt chứng kiến loạt phim hoạt hình ra mắt khi mùa hè, giai đoạn sôi động của phòng vé. Mùa hè Luca, tác phẩm Pista thuộc dòng phim tuổi mới lớn sẽ mở màn vào tháng 4. Sau Doraemon, Nobita và bản giao hưởng địa cầu, phim thứ 43 về mèo máy, nhiều tác phẩm cùng thể loại được dự đoán hâm nóng phòng vé như Garfield, Mèo béo siêu quậy, Inside Out 2, những mảnh ghép cảm xúc, Despicable Me 4, kẻ trộm mặt trăng. Rạng sáng ngày 15 tháng 3, trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Europa League, Liverpool đã thắng 6-1, giúp Salah trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ cán mốc 20 bàn ở 7 mùa giải liên tiếp. Chiến thắng trước Sparta Praha cũng giúp The Kop có được tỷ số chung cuộc đậm nhất từ năm 1981 tới nay. Liverpool ra sân với đội hình pha trộn giữa các cầu thủ trẻ và lứa trụ cột gồm Salah, Nunes hay Szoboszlai. Nhìn vào những gì huấn luyện viên Klopp đưa ra sân, có thể nói ông không hề nương tay đối thủ bởi đây là đội hình tốt nhất của Liverpool ở giai đoạn khủng hoảng vì chấn thương hiện tại. Với đội hình vượt trội, Liverpool đã khiến đối thủ gặp ác mộng. Ngày phút thứ 7, Liverpool đã mở tỷ số khi Darwin Nunes dễ dàng ghi bàn từ cự ly gần. 7 phút sau đó chứng kiến cơn ác mộng của Sparta Praha khi họ nhận tới 3 bàn thua ở quãng thời gian này. Phút thứ 10 vẫn là hậu vệ Sparta Praha mất bóng ở phần sân nhà. Salah cướp bóng và sút tung lưới đơn giản. Tới phút thứ 14, Salah kiến tạo để Cody Gakpo ghi bàn. Anh tung một cú volley trong vòng cấm không thể cản phá. 4 bàn được ghi trong 14 phút là mật độ bàn thắng tốt nhất mà một câu lạc bộ có được tại Cúp châu Âu sau 53 năm. Trước đó vào năm 1971, Chelsea ghi 4 bàn sau 13 phút đầu trận. Trước hàng thủ hớ hênh của đại diện Cộng hòa Séc, Liverpool không thể không ghi thêm bàn. Phút thứ 48, Salah chuyền bóng cho Dominic Szoboszlai sút tung lưới. Đến phút thứ 55, cuộc chơi được định đoạt. Liverpool ấn định tỷ số 6-1 sau pha áp sát và tung cú đá nhanh như cắt của Elliot.
trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Liverpool có 20 bàn trong 7 mùa giải liên tiếp. Cùng với Haaland, Salah còn là một trong hai cầu thủ hiếm hoi cán mốc đóng góp dấu giày vào 30 bàn, cả ghi bàn lẫn kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này.